Dân chơi đồ cổ. Anh Bảo ơi. Ồ, anh Hòa đấy à. Lâu nay nghe nói anh có bộ sưu tập đồ cổ đồ sộ lắm, nên tôi tới để mở mang tầm mắt đây. Ồ, có gì đâu, mời anh vào. Đều là người trong giới, giao lưu chia sẻ sở thích của mình, phải lẻ quá còn gì. Dân, dân. Lời đồn quả là không sai. Có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ thế này thật là vinh hạnh lớn. Anh cứ quá lời, cũng bình thường thôi mà. Ôi, tôi có nhìn nhầm không thế này? Đây có phải là chiếc bình cổ từ thế kỷ 11 đúng không? Dân, đúng rồi đấy. Nghe thiên hạ đồn đã lâu, hôm nay mới có dịp chiêm ngưỡng. Chà chà, nhìn đường nét hoa văn của nó mà xem này, vừa sang trọng, cầu kỳ, vừa tài hoa phóng khoáng. Anh có muốn bán không? Ồ, đây là món cổ vật mà tôi yêu thích nhất. Tôi chưa có ý định bán nó. Một tuyệt tác quá tinh xảo. Anh để lại cho tôi đi, với giá nào cũng được. Anh còn nhiều cổ vật đáng giá hơn thế cơ mà. Thôi, để lại cho tôi nhé. Thôi được rồi. Gần đây tôi cũng có chút khó khăn, nên để lại cho anh vậy. Tốt quá, tốt quá. Vậy hôm nào mời anh sang nhà tôi, cũng không thua kém bộ sưu tập của anh đâu nhé. Anh thích gì thì chúng ta lại trao đổi. Được rồi, nhưng anh nhớ phải nâng niu nó đấy nhé. Nếu không tôi sẽ lấy lại đấy. Tất nhiên rồi. Cổ vật quý thế này sao có thể không nâng niu được chứ. Nào, mời anh vào đây. Thử chiêm ngưỡng bộ sưu tập của tôi xem thế nào. Chiếc bình mua của anh đây, tôi vẫn nâng niu nó đấy nhé. Mà nè, anh đợi tôi một lát nhé. Tôi có cái này rất hay cho anh. Đây chẳng phải là cụ Hương bố ông Hòa sao? Anh lại đây, tôi cho anh xem cái này. Anh thấy chiếc đĩa này thế nào? Nếu anh thích, tôi cho anh luôn một món quà cảm ơn. Thôi, không cần đâu. Anh có thể cho tôi xin lại cái bình cổ của tôi được không? Tôi thật sự rất tiếc vì đã bán nó. Tôi sợ anh không chăm lo giữ gìn, lỡ chẳng may làm vỡ. Cái ông này chỉ ăn nói linh tinh. Tôi nói để ông biết, tôi là thuộc loại chăm lo, giữ gìn đồ cổ xưa nay có một đấy. Tôi thấy anh hình như đã quên mình có một vật báo vô giá. Anh đã bỏ bê bấy lâu nay. Còn có đồ gì vô giá mà tôi lại quên được? Trong nhà này biết bao nhiêu cái bình, cái chum, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Người cha vô giá của anh đang nằm trong đó. Tôi nghĩ mấy món cổ vật ngoài này chẳng có ý nghĩa gì, khi ngay cả cha mình và anh còn không quan tâm chăm sóc nổi. Ba anh em. Đời cha nghèo quá, không để lại được gì cho các con. Giờ cha sắp gần đất xa trời, các con nhớ phải bảo ban nhau mà làm ăn, đừng để khổ như cha. Cha ơi, cha, cha ơi. Quê mình đất cằn sỏi đá, có canh tác thì cũng không được mùa. Hay là chúng ta rời quê đi khai khẩn vùng đất mới? Vâng, em cũng nghĩ vậy. Thế thì mai ba anh em chúng ta cùng lên đường sớm. Anh nghĩ đất đai chỗ này được đấy. Đây là vùng đất thịt nhẹ, đất cát pha, rất phù hợp với việc trồng dưa hấu. Vậy anh em ta dọn dẹp cỏ, khai hoang mảnh đất này, cày cuốc để trồng dưa hấu, thế nào cũng đạt năng suất cao. Vậy chúng ta nghỉ ngơi để mai bắt tay vào công việc thôi. Anh phân công thế này, mai anh rẫy cỏ, chú Hai cuốc đất, chú Út xới luống, như thế cho nhanh. Tranh việc nhàn nhã nhất thế.
Chú Hai, chú gánh nước tưới dừa nhé. Còn chú Út, chịu khó đi xung quanh ruộng dưa để xua đám khỉ nhé. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, cẩn thận chúng nó lại phá tanh bành hết bây giờ. Vâng. Bao cút đi, định đến đây phá hoại hả? Không được đâu. Ngày mai anh sẽ lên chợ tìm người mua dưa, các em ở nhà thu hoạch dần đi nhé. Anh cả, sao lúc nào anh cũng nhận phần việc nhẹ nhàng nhất thế? Đúng vậy, anh có biết là thu hoạch dưa vất vả lắm không? Anh đúng là kẻ anh cả, bắt nạt các em. Các chú nói vậy mà nghe được à? Anh không đứng ra lo lắng, chỉ đạo thì các chú biết đường nào mà làm. Các chú là phận em Út mà dám so bì như thế là hỗn láo. Em thấy anh cả bất công nên mới nói thôi. Cái ruộng dưa này công sức lớn nhất là của em, của anh nữa. Anh gánh nước tưới dưa đến u cả vai. Thôi thôi, các chú đừng có tranh công nữa. Tôi là anh cả, tôi lo lắng nhiều hơn. Giờ ruộng dưa bán đi, tôi phải được phần nhiều hơn hai chú. Phần lớn công của anh ư? Chính là do tôi vất vả cuốc xới, tưới nước dưa mới được xanh tốt. Này nhé, không có tôi mất công xua đuổi thú rừng thì ruộng dưa có được như bây giờ không? Đã thế tôi mặc kệ. Các chú muốn thu hoạch dưa, bán thế nào thì bán. Thế thì tôi cũng không thu hoạch dưa nữa. Các anh muốn làm gì thì làm. Thế tối nay tôi cũng chả thức canh ruộng dưa nữa. Các anh nhận là công của các anh cả thì ra đấy mà canh đi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Chú Hai, chú Ba đâu? Tối qua không ai trong ruộng dưa à? Ai cũng tranh nhau phần hơn. Để rồi ra nông nổi này đi. Bây giờ thì công cốc nhé. Bao nhiêu công sức anh em ta đổ xuống sông xuống bể cả rồi. Thật là cũng tại em cả. Thành quả tới nơi rồi mà không được hưởng. Âu cũng là vì cái sự ích kỷ, mất đoàn kết mà ra. Ăn được chợ đi bán củi. Hôm nay mình lấy nhiều củi hơn mọi ngày. Hãy thật cẩn thận, không thì ướt củi mất. Chỉ mấy tháng nữa thôi là đến mùa nước lên. Cả ngôi làng sẽ coi như cách biệt hẳn. Nếu có cố đi lại qua con suối này thì cũng hết sức khó khăn và nguy hiểm. Cũng thật bất tiện nữa. Bấy lâu nay mình vẫn nghĩ, nếu có một cây cầu ở đây thì xem như mọi khó khăn cũng như nguy hiểm đều được giải quyết hết. Nhưng để xây được một cây cầu ở đây thì... Nếu không bắt tay vào làm thì tất cả cũng vẫn chỉ là khó khăn và hão huyền cả. Giờ mình chỉ cần kiếm thật nhiều đá và số tiền bán củi chắc cũng đủ để mua ít vôi và cát để xây cầu. Còn thức ăn qua ngày thì tranh thủ kiếm ít rau quả trong rừng, chắc cũng không thể khiến mình đói bụng đâu. Kìa, cháu đang làm gì vậy? Dạ, cháu đang gom đá để làm một cây cầu qua suối ạ. Nếu kịp thì đến mùa nước lên năm nay, làng ta sẽ không còn bị ngăn cách nữa rồi. Ôi dào, xây một cây cầu ư, thật là khôi hài. Ta nghĩ cháu đang phí công vô ích rồi. Hay thằng bé này đúng là ôm rơm vào người. Một thân một mình đã lo chẳng xong, giờ còn đi lo xây cầu. À, ai da, không có ai cả, phải tự mình xử lý thôi. Ồ kìa, suốt thời gian qua không thấy con mang củi ra chợ bán là vì ở đây xếp đá thế này đây ư? Con chào cụ, cụ cứ ở bên đó để con sang ạ. Ủa, chân con sao vậy? Không sao đâu cụ ơi, tuy đi lại không còn được như trước, nhưng con giờ không còn thấy đau nữa. Thời gian qua đúng là con đã không vào rừng lấy củi, nhưng cụ đừng có lo. Con tính là giờ con ở đây kiếm đá làm cầu, thì khi đến mùa lũ nước có lên thì vẫn có thể sang chợ mang củi cho cụ được. Không những thế mà người trong làng lẫn ngoài làng có thể đi lại cũng tiện hơn rất nhiều, lại không hề sợ nguy hiểm cụ ạ. À, con quá thật là biết nhìn xa nghĩ sâu. Được rồi, thân già này, nếu không giúp con khuân đá được thì ta sẽ mang cơm cho con mỗi ngày. Con không còn phải lo vừa kiếm đá vừa kiếm rau rừng ăn qua bữa nữa. À, thêm chúng tôi giúp sức nữa, chắc chắn dân làng sẽ sớm có cây cầu trước mùa lũ năm nay thôi. À, đúng vậy. Thank you.
vậy là cũng kịp có cầu trước khi mùa lũ về rồi. Thật tuyệt. Tỉnh lại đi. Nguy rồi, cậu ấy bị sét đánh trúng, phải đưa về làng trước đã. Khổ thân thằng bé, nó là đứa chăm chỉ thật thà. Cây cầu này đúng là điểm xui xẻo của nó, hết bị đá đè đến chân đi chẳng vững. Giờ thì bé đã dốc hết tâm sức ra để xây cho được cây cầu. Ấy vậy mà cầu xây xong còn chưa kịp đi qua một lần đã bị sét đánh mất mạng. Ở cuộc đời này bất công, tại sao người lương thiện như nó lại gặp quá nhiều vận hạn như vậy chứ? Cuộc đời bất công như vậy đó, hỏi phải làm sao còn ai tin vào việc hành thiện trong đời. Thật cảm thương cho số phận của con, đúng là ông trời không có mắt mà. May quá, cụ đây rồi. Hả? Cậu là ai? Có chuyện gì vậy? Trưởng làng bao năm hiếm muộn nay sinh được cậu con trai. Nhưng không hiểu sao từ khi chào đời, ngày đêm không ngừng khóc. Trưởng làng đã mời rất nhiều danh y, nhưng ai cũng đều nói cậu bé không hề có bệnh gì. Mới đây, trưởng làng phát hiện trên người cậu bé có vết bớt, hình như là chữ viết... Nghe nói cụ có am hiểu về pháp ấn cổ truyền, nên mới tìm cụ đến xem có cách gì hay không. Thưa cụ, đến rồi đây ạ. Hả? Thà không hành thiện. Nhà tôi đã tắm rửa rất kỹ và tìm mọi cách, nhưng vết bớt đó không hề mờ đi. Đây là dòng chữ ta đã khắc lên cây cầu mà cậu bé mồ côi lạc trong làm mà. Cái bớt mất đi rồi. Con của ta nó nín khóc rồi. Đa tạ cụ. Chuyện cậu bé mồ côi chắc chắn là có uẩn khúc gì mà ta đã hồ đồ chăng? Ủa, dòng chữ đâu rồi? Con chào cụ. Là con, ta tưởng con... Con vô cùng biết ơn ông, vì khi còn sống, ông đã yêu thương và luôn đối xử tốt với con. Khi còn sống, con nói vậy nghĩa là... Con muốn kể cho ông một câu chuyện thế này. Có một chàng trai vì đã tạo nhiều nghiệp ác, nên khi qua đời, thiên đình đã luận tội phải trả nghiệp ác ấy trong 3 đời. Đời thứ nhất sẽ không cha không mẹ, chịu cảnh mồ côi. Đời thứ hai chịu cảnh què cục. Và đời thứ ba sẽ bị sét đánh chết. Thế nhưng khi sinh ra đời đầu chịu cảnh mồ côi, cậu bé ấy đã luôn vì người mà làm điều thiện. Đến khi bị què chân vì đá đè lên, cậu ấy cũng không một lời oán than, mà vẫn dốc tâm làm điều ý nghĩa. Vì lý do đó, thiên định đã quyết định không bắt cậu ấy trả nghiệp trong 3 đời nữa, mà cho trả hết trong 1 đời. Và sau cùng, cậu bé ấy đã được đầu thai. Vậy chẳng phải đứa bé con trưởng làng đó chính là con tái sinh sao? Vâng, nay con đã có thể tiếp tục mỉm cười sống một kiếp nhân sinh mới. Nhưng vẫn còn một điều dai dứt trong lòng là người làng vì thấy những điều đã diễn ra ở kiếp trước của con mà hoài nghi việc hành thiện. Con chỉ có thể trở về lần này để nói với cụ những điều trăn trở đó. Việc còn lại có lẽ là sẽ tùy duyên. Quả là dòng chữ đã không còn. Quả đúng là điều mừng cho cậu bé xây cầu, nhưng cũng buồn cho con người chốn nhân gian. Nhân sinh cuộc đời xoay vần qua bao nhiêu kiếp, thiện ác đều sẽ phải trả đủ. Ấy vậy mà chỉ vì nhìn thấy những điều trước mắt mà đã vội hoài nghi vào sự sắp xếp an bài của thiên đình. Ta cũng thật hồ đồ khi đã từng hoài nghi điều đó. Hành thiện lúc nào cũng là điều cần thiết. Nàng công chúa hóa rồng. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một ông vua có 2 người con. Hoàng tử cả tên là Trilot, còn công chúa tên là Margaret. Hoàng hậu không may mất sớm, nên nhà vua lấy một người vợ kế. Bà hoàng hậu mới vô cùng độc ác, hung dữ. Bà luôn căm ghét và ganh tị với sắc đẹp của Margaret, nhất là khi càng lớn, Margaret càng xinh đẹp. Này, theo ngươi, ai là người đẹp nhất trong vương quốc này? Dạ, thưa hoàng hậu, ở vương quốc này thật không ai đẹp hơn nàng công chúa Margaret ạ. Không ai đẹp hơn nó ư?
ta không cam tâm. Đã đến lúc ta phải tiêu diệt mi rồi. Umbala, Umbala, Amata, Jinkara. Công chúa, đã đến giờ thức giấc rồi ạ. Rồng, trong phòng công chúa có rồng. Hả? Sao cơ? Hả? Sao? Công chúa đã bị yêu quái rồng ăn thịt rồi ư? Công chúa Margaret đúng là đáng thương mà. Không, không thể như thế được. Margaret không thể bị con rồng đó hại được. Nếu thế thì phải vương lại vết máu trong phòng chứ. Còn nói đúng, nhưng Margaret đi đâu được? Chắc chắn em gái con đã bị con rồng quỷ quái đó bắt đi rồi. Con phải đi tìm em gái con thôi. Trài lót, khoan đã. Ơ kìa bệ hạ, cứ để hoàng tử cùng đoàn tùy tùng của mình đi đi. Biết đâu sẽ tìm được công chúa. Hoàng hậu, sao người không ngăn cản hoàng tử đi tìm con rồng đó chứ? Dù có tìm được nó cũng không thể nào biết rằng đó là công chúa Margaret biến thành đâu. Nó vẫn nghĩ là con rồng bắt Margaret thôi. Nó sẽ giết chết con rồng. Như thế càng tốt chứ sao? Hoàng hậu đúng là anh minh. Nhưng công chúa sẽ mãi mãi biến thành rồng, không thể trở lại làm người sao? Nó đã trúng phải lời nguyền của ta. Nếu như hoàng tử, anh trai của nó nhận ra và hôn lên trán của nó, nó mới trở lại thành người được. Nhưng điều này là không thể nào, bởi vì Margaret đã mất hết ý thức của con người rồi. Từ nay vương quốc này không ai được phép đẹp hơn ta nữa. Trời đất bao la thế này, biết tìm con rồng đó ở đâu bây giờ? Ta đã đi 5 ngày 5 đêm rồi mà vẫn không thấy một chút tung tích nào hết. Này chàng trai, có phải chàng đang đi tìm con rồng hung dữ ở Simington không? Dạ đúng rồi ạ. Sao cụ biết ạ? Ta vừa nghe thấy cậu nói đi tìm con rồng. Ta đoán là nó, vì thời gian gần đây nó đã làm hại không biết bao người dân vô tội rồi. Vậy đúng là nó rồi. Nó đã bắt em gái cháu nên cháu phải đi tìm nó. Xin cụ hãy chỉ đường cho cháu đến chỗ con rồng đó với ạ. Cứ tiếp tục đi về phía bắc khoảng 200 dặm sẽ đến núi Simington. Đó là nơi trú ngụ của rồng. Dạ, cảm ơn cụ đã chỉ bảo ạ. Mau bắt lấy nó. Mau thả em gái ta ra. Đây là sợi dây chuyền mà trước đây mẫu hậu hay đeo đó. Giờ người mất rồi, em hãy đeo nó thay người nha. Đẹp quá. Em sẽ không bao giờ tháo nó ra đâu. Mẫu hậu sẽ luôn ở bên cạnh của em. Margaret, 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 là em phải không? Margaret, anh là Trilot, anh trai của em đây. Margaret, xin em hãy tỉnh lại đi. Sợi dây chuyền của mẫu hậu trước kia chỉ có Margaret mới có thôi. Nhưng sao em lại thành ông nổi này chứ? Em gái đáng thương của anh. Margaret, ôi, em đã trở lại thành người rồi. Anh, em đã bị trúng lời nguyền của kế hoàng hậu. Chính vì anh đã nhận ra em và hôn lên trán của em
em mới có thể hóa giải được lời nguyền và trở lại làm người. Bà ta thực chất là một mụ phù thủy độc ác. Chúng ta hãy mau quay về báo cho vua cha biết đi anh. Thì ra là vậy. Vậy chúng ta mau về cung thôi. Ngươi, hai người vẫn còn sống sót quay về ư? Tất nhiên rồi, chúng tôi phải quay về để cho vua cha thấy bộ mặt thật độc ác và giả dối của bà. Hai anh em nhanh chóng kể lại tội ác của mụ hoàng hậu phù thủy xấu xa. Nhà vua tức giận liền hạ lệnh bắt giữ mụ và tống giam vào ngục tối. Từ đó người không lấy thêm vợ nữa mà sống vui vẻ bên hai người con của mình. Ai cũng có trách nhiệm riêng. Mệt mỏi quá. Nghe con mới sinh chưa được bao lâu lại đúng lúc phải đi cày, chuẩn bị cho vụ mùa mới rồi. Lu, lại đây. Ngoan lắm. Ngoan quá. Mình thì chuẩn bị đi cày, còn chưa được gì vào bụng thì chớ. Còn chó ở nhà chơi đùa cả ngày thì được cho ăn ngon. Đúng là cái đồ chỉ giỏi xu nịnh, chả được tích sự gì. Vậy ra đồng làm việc nào. Mẹ, mẹ ơi. Con chịu khó ở nhà, mẹ ra đồng làm việc thật nhanh rồi mẹ về với con nhé. Đồ vô tích sự, cả ngày chỉ nằm chơi. Đi, đi. Tắt. Ho. Đi nhanh nào, còn đứng ngay ra đó. Mình làm mệt mỏi còn bị đánh đau. Đâu như con chó trắng kia, cả ngày chỉ biết vui đùa chạy nhảy, thật là bất công. Thôi nắng rồi, về thôi. Chào cô Trâu, hôm nay cô được nghỉ sớm thế. Không dám. Chào anh chó, tôi phải đi làm ngoài đồng, chứ nào có được ở nhà chơi đùa, nghỉ ngơi như anh đâu. Nắng lên đến đỉnh đầu, anh còn muốn tôi làm việc đến ngất ra đấy à. Ờ kìa, sao cô lại nói thế, chúng ta ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình mà. Nhiệm vụ riêng, thôi đi, anh là cái đồ vô tích sự thì có, cả ngày chỉ biết ăn với nằm. Nhiệm vụ gì mà nhiệm vụ. Ờ cô, sao cô lại nói. Anh đi đi, cho tôi còn nghỉ ngơi nữa. À, sao cô lại mạnh chân với tôi thế? Ôi, chân tôi. Cho đáng đời cái đồ vô tích sự. Thôi, nằm nghỉ một lát, chiều còn đi làm đồng nữa. Mẹ, mẹ đã về. Ừ, con ngoan, con nhớ mẹ lắm đúng không? Dạ. Mày dám làm thế à? Mẹ, mẹ ơi, cứu con với. Ôi, con ơi, con ơi. Im ngay, mày muốn chết không hả? Trộm, có trộm. Chuồn thôi. Con ơi, con ơi. Mẹ ơi, con sợ quá. May mà có bác chó giúp. Mấy ngày sau. Anh chó trắng, tôi xin lỗi vì đã đối xử tệ với anh hôm trước. Không có anh thì mẹ con tôi. Không có gì chị ơi, chúng ta được con người nuôi vì đều có nhiệm vụ riêng. Chị phải cày bừa trên cánh đồng, nhưng tối đến được nghỉ ngơi. Còn tôi thì ban ngày được thảnh thơi, nhưng mà ban đêm đến phải canh giấc ngủ cho mọi người. Đó là nhiệm vụ của tôi, chị không phải áy náy. Đúng là tôi vô tâm quá à. Tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân của mình thôi. Hóa ra ai cũng có công việc riêng của mình. Tôi một lần nữa, tôi xin lỗi anh vì đã nói những lời xúc phạm đến anh. Tôi không để bụng đâu. Chúng ta đều là thành viên trong gia đình này, nên cần yêu thương bảo vệ lẫn nhau chị ạ.
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.